Đây lực bắn này 5m cho anh em. Con bơm nó nằm ở dưới kìa, nằm ở dưới kìa. Đứa nó từ chạy vào nè. Đây con bơm đây. Mình sẽ để cái mức 12m. Nó sẽ dịch yếu hơn xíu này. 15m mạnh hơn xíu này. 18m thấy không? Thấy có sự thay đổi đúng không? Về là 12m, đây đang là 18m này. Giờ nhìn mọi người để ý này, về là 12m này. Đó. 12m. À 15m này. 18m này. Về 12 này. Ok, nói chung là có thay đổi mà thôi để ít. Nãy là vừa mới thử cho anh em xem thả nó vô thùng nước. Thì sau khi mà mình thả nó vô như vậy thì mọi người biết sao, mình phải tháo nó ra để mà vệ sinh nó lại, xịt khô ra ở trong bên trong nó lại. Mà hiểu không? Chứ không phải là mình cứ ngâm vô nước rồi là được đâu. Dòng này nó chỉ chống nước nhẹ thôi, nó không phải là bơm chìm cho nên không có để vào đó được. Đây, đầu tiên là cái chỗ tiếp điểm này mình phải xịt đi nha, mình phải xịt rửa sạch sẽ đi ha. Đây là cái giắc nguồn này, nguồn này mọi người nhìn chứ nó làm sao mà nó chống nước rồi đúng không? Này làm sao mà chống nước được? Chẳng qua là chống chế làm cho anh em vui rồi mình bỏ nó vô thôi. Cùng động cơ bơm này. Đó, đây là cái phần đây là cái phần rơ le của nó. Phần đây là cái rơ le. Chưa? Đây là đầu vào, đây là đầu ra, đây là cái buồng bơm. Đây là buồng bơm của nó. Đây mình sẽ tháo cái cục rơ le nó ra cho mọi người xem thử. Nó là thuộc dạng là lưỡi gà nha. À, lưỡi gà này, mọi người nhìn rất kỹ này. Khóa nước á, mở nước, nước nó chảy qua nó đẩy xuống á là nước nó đi. Còn khi mà khóa nước á, nó nhả lại nước nó đứng. Nó phụ thuộc như vậy. Khi mọi người xài á, khi mà mọi người xài cái này này, lắp cái này này, hạn chế bôi keo nha, keo nó dính vào cái lưỡi gà này thì mọi người phải tháo ra vệ sinh nó. Nó tắt mở bơm bằng cái này. À, cái khúc bên này á là nó đã đổ keo chết hết rồi, thấy không? Động cơ nó thì không có lấy ra được, muốn lấy thì tháo con ốc bên trong ra, mình lấy ra là cái tâm, con ốc đây để nó giữ cái tâm cánh quạt lại nha. Đây cái quạt của nó bằng nhiêu đây thôi, nó mỏng mỏng như vậy ha, không? Bơm mini nha, ok, đơn giản vậy thôi, không có gì khó cả. Cục nguồn của nó thì cục nguồn này, đấy, vậy. Chủ yếu là vẫn cái là lưỡi gà này. Anh em lưu ý cái chỗ này, keo nó hay bị nghẹt chỗ đây á, là nó cứ hở như hoài này, nó không có đóng lại được. Không, keo nó nghẹt, sợi keo nó nghẹt chỗ nó làm nó hở chứ cái điểm này cứ hở nước ra nước qua hoài là nó không đóng lại được, nó không có đắp. Ok ha. Nhiều anh em hỏi mà cái lưỡi gà này hư thì có đồ thay không? Có nha anh em, đầy đủ nha, cái này thì có nha, yên tâm, bán hàng nào lỗi là có hết đó nha. Tại vì xài một nếu mà nó xài nó cầm bên đây cái cục từ này. À, nó hút nó châm nè, không? Ok chưa? Nó sẽ